Nam Anh bay ra tận Quy Nhơn gây bất ngờ cho cô em gái sinh đôi Nam Em. Xuất hiện tại Việt Nam Beautiful Fashion Week, Nam Anh không chỉ khiến các fan sắc đẹp trầm trồ bởi nhan sắc đẹp hết nước chấm mà còn đầy tình cảm khi có màn đột nhập, cổ vũ và động viên em gái Nam Em. Vừa qua, sự kiện thời trang Việt Nam Beautiful Fashion Week 2022 đã diễn ra tại không gian sang trọng của Kỳ Quan miền nhiệt đới. Với sự đổ bộ của hàng loạt hoa á hậu cùng các gương mặt là những cái tên đình đám của Vbiz như hoa hậu Đỗ Hà, Nguyễn Trần Khánh Vân, người mẫu Tú Hảo, vợ chồng ca sĩ diễn viên Phương Trinh Jolie, và đặc biệt hơn, thảm đỏ Việt Nam Beautiful Fashion Week còn có sự xuất hiện của top 10 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 Nguyễn Thị Lệ Nam. Góp mặt tại sự kiện, Lệ Nam diện trên mình bộ cánh nhan sắc trắng tinh khiết từ nhà thiết kế tên tuổi Lê Thanh Hòa, với chất liệu ren họa tiết cùng điểm nấn ở phần cổ và phần thắt lưng cùng màu, giúp nàng hậu tôn lên vòng eo con kiến của mình, cùng phụ kiện giày cao gót được thiết kế vô cùng táo bạo và lạ mắt. Không chỉ khiến fan sắc đẹp trầm trồ bởi nhân sắc tựa nữ thần, hành động của Nam Anh gây chú ý, cụ thể cô nàng đã dành những tình cảm, sự quan tâm đến em gái sinh đôi Nam Em của mình, bất ngờ đột nhập vào hậu trường của đêm diễn để cổ vũ và động viên tinh thần đến em gái Nam Em. Biểu cảm và ánh mắt của Lệ Nam phần nào cho thấy được sự tự hào của mình đối với cô em gái và đang chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss World Việt Nam 2022. Hành động của cô nàng khiến fan không khỏi phấn khích và dành nhiều lời bình luận, lời khen đến khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu của bộ đôi chị em xinh đẹp nhưng không kém phần tài năng này. Sự kiện thời trang nằm trong khuôn khổ vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022 được sáng lập bởi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Đây là sự kiện quy tụ những nhà thiết kế hàng đầu được tổ chức tại Quy Nhơn. Các bạn khán giả ơi, hãy cùng ủng hộ cho Nam Anh và Nam Em trên con đường sự nghiệp sắp tới nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.